Hiếm vãi nồi luôn các bạn ơi. Cái kiếm này hiện tại là có độ hiếm hình như là hiếm nhất game hiện tại nha bạn. Đó, hiếm hơn cả của Kaido nè, Big Mom hay là Săn Tóc Đỏ hay là những cái kiếm khác trước đó luôn nha bạn. Đó. Đó chính là cây tam kiếm mới của Zoro nha bạn. Đây. Ồ, tắt nhạc chưa? Rồi, ok, để mình lấy ra nha bạn. Đây là cái kiếm tên này nè bạn, dài vãi luôn. Cái gì? Authentic. Phải không ta? Mình đọc sai các bạn thông cảm à. Đó, Authentic nè, tích nè, Chipple Katana đó bạn. Đó. Rồi gọi là thanh kiếm mới của Zoro nha bạn, lộc tam kiếm mới của Zoro. Ui, cái này mới chuẩn là Zoro nữa bạn. Trời ơi trời, đẹp kìa. Tại sao mình không có mà cái thằng Bo H này nó có. H ở đây thì không phải là dùng phần mềm H nha bạn, mới gọi là H nhân phẩm á. Nói chung là nó hên, nó nổi mà nó quá mức các bạn, nên mình gọi là H nhân phẩm nha bạn, chứ không phải gọi là không phải dùng phần mềm gì ha. Đó, kiểu vậy. Cái tam kiếm nó đẹp vãi luôn bạn. Trời ơi, nhìn đeo không nha. Thì tâm kiếm này là tâm kiếm mới của Zoro nha bạn, ở phần Wano luôn á, là Zoro đã trao thanh Shisui lại cho Wano Quốc nha bạn, tại vì như Shisui là một bảo vật của Wano Quốc á, trả lại và đổi lại là thanh kiếm Emma nha bạn. Rồi từ đây là Wano nè, cây này là Sandai Kitetsu đúng không ta? Đúng rồi. Ủa, đúng rồi. Và cây thứ ba là Shisui các bạn, cây Shisui là cây nào? Đáng lẽ cái này Shisui mà trả lại rồi và lấy lại là thanh Emma nha mày. Đó. Mình nghĩ là vậy, tại thanh kiếm nếu mà tam kiếm cũ là đã có em Shisui rồi đúng không? Tam kiếm mới là phải trả Shisui lấy Emma vô mới chuẩn chứ. Rồi. Mình không có nhớ cái hình dạng ngoài của Emma nó như thế nào thôi các bạn, nên nên mình đâu có biết đúng hay không. Như vậy, rồi, để cầm ra coi coi. Đó, cái này là Wado chắc nè, mà cái này phải để ngay mỏ mới đúng. Admin sợ dính bản quyền các bạn nên không để ngay mỏ, tại vì cái cây của bạn thời thơ ấu Yoro các bạn auto để mỏ. Đó. Rồi bên này là wow, cái này hơi nhìn giống Shisui các bạn nhưng không giống. Shisui là cái đường lưỡi một tiếng mới đúng, nên mình nghĩ chắc này là từ từ, hình như có đó sai sai các bạn ơi. Ủa, cái kiếm này, ủa cái này màu đỏ mà đúng không? À, màu đỏ thì cái kén kiếm là, à vậy là Sandai Kitetsu sẽ ngậm cái mỏ và cái cây Emma sẽ cầm ngay tay. Ủa sao Sandai Kitetsu cái đường lưỡi này màu tím nhìn giống Shisui ấy chứ. Nhìn giống thì có chứ đúng không, cái cây này phải gọi là Kitetsu mà, Sandai Kitetsu á. Đó, bạn nhìn cái kén nè, đó cái kén này là sẽ cầm ngay mỏ. Rồi thì xong xuôi vậy ha, thì cái cách lấy thì mình sẵn nói cho các bạn nào chưa biết luôn, còn hầu hết như các bạn nào cũng biết rồi đúng không, thì mình nói như các bạn chưa biết thôi. Thì các bạn chỉ cần đánh vô biển là ra ha. Đó, tỷ lệ rớt 3 rương, rương level 1, rương level 2 và rương level 3 nhé bạn. Thì mình cũng không biết cái tỷ lệ nó sao, thì có nhiều bạn comment dưới á, rương level 1 á thì như là 1%, rương level 2 á như là 5% và rương level 3 là như 10% hay là 15% bạn. Cái đó là mấy bạn comment dưới nha. Thì mình không có chắc nữa. Đó, kiểu vậy. Rồi, thì hơn mấy bạn như mình nói đó. Ôi, đánh thường mà có skill luôn kìa. Từ 1, 2, 3, 4, ôi, từ từ lại 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 1, 2, 3, 4, ôi, đánh thường có skill luôn kìa bạn. Vãi game vậy. Ồ, con này yếu à, từ từ để mình kiếm con nào mạnh mạnh hơn nha bạn. Con này yếu quá, chỗ đánh thường có skill luôn kìa. Vãi, thiệt cái kiếm bá vậy. Ôi, nhìn nó sách dai, nó để bên hông là chuẩn Euro của mình rồi mà không có. Bởi vậy như mình nói đó, nhiều bạn nhân phẩm hơn đúng không? Hên thì hên vừa vừa thôi, kiểu rương level 1 đúng không? Nhưng mà đánh hai ba lần đi, đánh hai ba lần nhặt được rương level 1 ra là gọi là siêu nhân phẩm rồi bạn. Mà ở này thằng Bo nó vừa qua tân thế giới luôn nha bạn. Đó, tại vì nó mất acc mà nó cày lại như mình nói đó, thì nó vừa qua tân thế giới luôn đó, và nó vô ké server mình, nó đánh vô biển, đánh đúng một con mà rương level 1 luôn nha bạn. Đó là bạn hiểu rồi đó, đầu tiên đánh một con duy nhất và đúng cái rương level 1 có 1% mà rớt ra luôn cái kiếm là các bạn hiểu rồi, nên mình nó là hack nhân phẩm rồi. Tạo thì có chứ bạn, bo đó nên mình mượn mượn ặc nó review luôn. Hăng nhân phẩm ghê lắm bạn. Rồi từ 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 từ, tại vì ặc mình thì mình bỏ trái rồng mấy bạn, tại trái rồng không có gì mới á, có nhiều bạn comment có nhiều trái mới á bạn, nên mình sẵn mình lấy ặc thôi, mình quay trái quỷ luôn bạn. Ngon, quay có gì ra được cái trái nào mà Mera hay các bạn kêu Mera sửa lại nữa, có gì ra được Mera hay Gomu rồi mình lấy ặc chính mình vô mình ăn nhé bạn. Đó, giờ lấy ặc bo quay đó re. Vãi, game thiệt xạo ghê chứ, không thể tin được cái game.
tím nè. Ờ, ra xanh cũng được, không sao. Sau này cũng hết game như mình vậy. Khổ thì chưa công nhận cuộc đời vậy bạn. Thức tỉnh sau hết cái trái Venom là mình không game luôn á, ngon cũng không game luôn. Rồi, khổ như nhau rồi bạn. Giờ quay bằng vàng có 5 lần rồi, nó lâu. Tím nè, rồi ra xanh luôn. Sao xanh không được trái tím vậy, trái gì đây? Phật tổ hả? Ô, trái này trái Shadow nè. Ôi, không có Gomu luôn. Trời ơi, trái lớp luôn, không có Gomu luôn. Phải thiệt. Rồi, giờ mình sẽ review cho bạn hai skill của ba thanh kiếm này nha bạn. Rồi, đầu tiên thì các bạn chỉ cần đánh thường ở từ bậc thang kim lên. Ôi. Ôi, cái hiệu, cái aura này khác nha bạn. Cái aura này khác rất rút rõ ràng nha. Đó, rất rút là xây giống trong phim bạn. Còn aura này là, ôi. Ôi, khác hoàn toàn nha, đẹp nha, đẹp nha. Rồi, bây giờ thì chiêu đầu tiên các bạn thấy nha. Cái hầu hết như kiếm nào cũng có hai chiêu nha bạn, nhưng mà riêng cái tam kiếm này có ba chiêu nha bạn. Các bạn thấy nè, một nè đó, cứ cú thứ tư là nó sẽ sử dụng ra chiêu thức nha bạn, lốc xoáy luôn nè đó, hiểu không bạn? Cái này không có tính là đánh thường luôn á, cái này như là chiêu thức vậy á. Để từ mình thử cho con nào cho trâu tí. Ủa, mấy con này giấy quá hả, quấn có mấy hết toàn nè. Từ từ để biến hình thì bay qua chỗ nào con nào cho trâu hơn tí nha bạn, quấn con mà cho trâu hơn tí đi chứ con này giấy quá. Chắc qua tổng bộ nha. Ủa đúng rồi, mẹ già là châu nhất, mẹ già là châu nhất. Đó. Cái này chỉ cần đánh cái đánh cú thứ tư là được ba, là được thêm một skill là như là ba chiêu thức vậy bạn. Vãi thiệt, ba skill luôn. Bá vậy. Kiếm nào cũng có hai chiêu, có riêng kiếm này được ba chiêu. Xạo thiệt chứ. Từ từ. Nếu mà đánh vô mẹ già mà kiểu nó sốc xoáy các bạn, nó xoáy đốt máu liên tục á là tính là một chiêu thức luôn nha bạn, thật sự. Tại vì đâu có kiếm nào vậy đâu. Đây. Mà mình nghĩ bo nó có hai mấy ca mặt, có hai kỳ né mà không sao, có hai kỳ né là được. Rồi từ từ, giờ mình đánh không trúng nha bạn, đánh không trúng đi. Ây da, trúng luôn kìa. Đó. Đau vậy? Cái này mẹ già quá mạnh rồi. Ây da, khó quá ta, từ từ. Thôi mình bay qua chỗ khác nha bạn. Mình kiếm chỗ khác mình đánh đây. Mẹ già nó quá mạnh như bo các bạn. Bo có 1900 mà thua cấp mẹ già luôn mà qua tận thế giới đó chứ, hình như 1500 là qua được. À, có nhiều bạn hỏi là mình cái cách mà để qua tận thế giới á, với lại cách mà lấy Gomu G4 mình nhớ mình mới lạ các bạn, mình không nhớ gì luôn á. Lúc mà mình vừa mới làm á, các bạn có thể coi lại clip cũ á, chứ thật sự giờ các bạn hỏi mình không nhớ cách làm lại luôn á. Cách qua tận thế giới dễ lắm bạn, qua tận thế giới thì mình nhớ nè, hình như các bạn chỉ cần đủ cấp nha, hình như 1500 là đủ cấp. Đó, sau các bạn ra chỗ tổng bộ nè. Những cái nhiệm vụ mà cái ông mà nhận nhiệm vụ lấy được cái map với bạn đó, cái map á đó, nhiệm vụ đó xong các bạn về qua đánh Fitman á, qua đánh Fitman đánh mấy con ở bển á, thì nó ngẫu nhiên sẽ rớt cho các bạn cái map các bạn đó, sau các bạn sẽ qua tận thế giới. Ủa gì vậy? Ôi lỗi hả? Lỗi thôi lứa cái đẩy luôn con boss đi luôn vãi thì đó á. Vãi rồi thì rồi giờ quánh nha. Giờ nó bị gì vậy? Chưa ai quánh mà sao nằm vậy? Đây, 1, 2, 3, 4. Đó bạn không? Đó. Mình chém một lần có 1800 nha bạn không? Đó. Nó xoáy phát là ba lần, 500 là 1500. Ủa sao kỳ vậy? Sao xoáy yếu hơn vậy? 1 2 3 4. Đó. Thấy không? Cái này nó không có hai kia né bạn, nên 1 2 nè, 3 nè. Đó phải không? Đó. Ui. Ngon nha. Như là một chiêu kêu luôn á. Rồi, giờ tới chiêu Z nha bạn, chiêu Z nha. Chiêu Z. Ui. Ui. Vãi, đẹp vậy. Chiêu Z nha. À, ngon. Chiêu Z này mình chả nhớ lại gì luôn trong phim. Đó, thì Yoro chắc đánh ra một cái luồng gió nha bạn. Chắc mình nghĩ vậy, cái luồng gió. Đó. Đó, quay ngược. Ui. Làm mấy bạn nhìn cái chiêu thức kìa, làm rất là đẹp luôn nha bạn. Các bạn nhìn nè, nhìn Yoro nè. Đó, nhìn tướng qua thấy không, quay người luôn nha bạn, quay người chuẩn giống Yoro trong phim luôn á. Nhìn hay thật sự luôn á trời. Cái này bo chưa có nâng điểm kiếm nhiều nha bạn, mà bạn thấy đam cũng ổn không? Nâng đúng có 1000 điểm kiếm đó, mà đam ổn vãi luôn á chứ. Ngon nha. Rồi, mình tiếp tục tới chiêu ít nha. Để coi chiêu ít làm gì đây. Ui. Ui, xây kiếm nè. Shintoryogi Rasen Sekai Ram. Trời ơi, phải nào, đẹp tới bạn. Ui, chuẩn cái này là của Yoro luôn bạn. 3000 thế giới nè. Chắc chắn là chiêu này của Yoro là 3000 thế giới bạn. Bạn nào xem biết á,
cái gì mà nhìn xanh xanh sen C2 các bạn đó. Euro như là lúc đánh với lại Mỹ Hạnh đó các bạn, Mỹ Hạnh với lại đây lúc là đánh với Mỹ Hạnh đó các bạn, đây xoay kiếm nè, đánh với Mỹ Hạnh lúc mà ở chưa qua Tân Thế Giới nha, lúc này là đang đi triệu hồi đi triệu tập xanh di nè, còn lúc này là đánh với lại quỷ với gì mà đá các bạn ở Do Flamingo nè, đánh với lại chỗ Do Flamingo á, mình không nhớ quỷ đó quỷ nào, cái giọng éc mắc cười các bạn, nói ra là buồn cười á đó, mình không nhớ tên rồi. Ui hay vậy, trời ơi cái tâm kiếm không có cây thế nhờ, giờ thấy mấy cây đó chứ. Ui đó Suntory Ogi đó gì xa xế xế khai rầm, trời ơi chuẩn liền các bạn ơi, trời ơi vô rồi là vô rồi, không thể tin được, không thể nào mà có được cây này thiệt luôn các bạn đó, phải không, lướt qua phát xong rồi sạch đúng chuẩn trong phim luôn các bạn, đúng chuẩn xong cái phần mà Euro xài chiêu gì luôn á đó, lướt qua phát mới sạch như mày, chứ không phải là lướt qua là mất máu liền, mấy giây sau nó mới kiểu sạch đã thật sự tâm kiếm kìa. Oh my god, oh no, tại sao mình không có nha. Ờ xin tôi rìu gì xa xem xếp hai một phát đi liền đã thật sự. Rồi thì đó là cây tâm kiếm mà hơi gọi là hiếm nhất hiện tại nha các bạn, khó lấy nhất luôn á, thì mình đã chỉ các bạn cách lấy và review cho các bạn 3 skill nha các bạn, 3 skill luôn với 2 nữa của cây tâm kiếm mới của Yoro nha. Thì các bạn nào mà thấy hay thì cho mình xin một like một subscribe để mình có động lực làm những clip hay hơn nữa ha. Còn giờ thì bye bye.